thuộc thì cứ ca. Cái bài này hơi khó chút xíu. Bài này khó, hay thuộc tù. Nhưng mà em thuộc liền à. Lâu lắm rồi, bây giờ lâu lắm mà ca hoài. Lâu lắm mà ca hoài, thành ra khán giả thuộc, khán giả cũng thuộc rồi. Mà khán giả thích rất thích. Nè anh đừng nói em là em hát cương nha. À, cái này không cương, em hát thuộc lời, anh bảo đảm mà. Vô đưa trăng là trăng đưa gió, gió đưa trăng, trăng đưa gió. Có câu nữa nè. Bây giờ chị Đáng sẽ ca sàng C 100. Thôi cho tao mệt mới ra. Chị Đáng. Đáng. Cho tao mệt. Tao đi học mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, còn chưa đâu nha, cho nó còn nữa nhiều cái bài nữa hay lắm. Cái bài bài gì đó quên, nó mò tròn vuông méo cho cái giọng cổ nó đi châu hả.
trong ca cái đó hết giờ hả cháu? Chớp đèn rồi. Đó vậy hả? Nhấn cái dầu xe vô xài và kép cái này. Vô rồi. Vô một câu này. Mèo mèo vuông vuông tròn vuông vuông mèo. Tròn mèo vuông 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 mèo vuông tròn. Cảm ơn rất là nhiều. À, với chương trình Âu Nhạc Phương Nam em thấy mình đây nó cũng có hơi lạ chút xíu. Dạ, vui hả? Và vui. À, cảm ơn Trường, cảm ơn Hằng rất là nhiều. Đến với chương trình Âu Nhạc Phương Nam bây giờ thì hết giờ rồi. Cảm ơn các bạn, với Trường, Hằng với chị Đáng có lời chào khán giả. Dạ, dân chúng tôi rất lưu luyến. Xin tạm biệt quý vị khán giả và hẹn lại chương trình kỳ tới. Dân Trường xin được kính chào quý khán giả. Phương Hằng xin kính chào quý vị khán giả trong chương trình lần cổ nhạc Phương Nam. Xin kính chào quý khán giả. Ngọc Đáng có lời chào tạm biệt quý khán giả xem đài và xin hẹn gặp lại thứ hai tuần sau. Chương trình cổ nhạc Phương Nam tạm chia tay. Hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Mọi chi tiết bảo trợ hoặc góp ý có thể gọi cho Tuấn Châu 714-890-2794 hoặc gọi cho Ngọc Đáng 714-722-8910. Chúc quý khán giả hạnh phúc, bình an bên cạnh gia đình và những người thân. Bye bye.